Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số loại lan rừng của khu vực rừng Đồng Tâm nha. Đầu tiên là em có giả hạn thì hôm nay em có 4 hình thôi. Thì trong đó có loại 200 ngàn nè, 300, 350, có về nguyên bản 1,5 triệu. Và đặc biệt có về cực kỳ khủng kia thì giá là 1,7 triệu nha mọi người. Về đó có tới 9 mầm tơ lận và một loạt mầm già luôn. Rồi thì tiếp theo nữa là em có một phần lan bạch hổ hoàng. Bạch hoàng này đây cho loại lan cho hoa Tết nha, rất đẹp. Tiếp theo nữa là ngọc thạch. Ngọc thạch thì em có 3 hình nguyên bản. Một cái dề dề này gọi là hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Một dề kiếm luôn khu vực Con Tum nè. Một phần lan bò cạp. Có hai phần lọng đây. Lọng đây là lọng hoa cam nha, hoa cam tầng trùm rất đẹp. Tiếp theo nữa là em có một cái phần hoàng thảo hương vani nhé mọi người. Đây là loại lan cho hoa rất đẹp và cái hương thơm nó y chang như là cái mùi vani mà mọi người hay nấu xương xay hoặc là đông xương đó. Đó, cái mùi y chang vậy luôn, rất là hay. Rồi tiếp theo nữa là em có hai cái dề kiều mở ga đây đó, thì có loại 200 và loại 300 nhé mọi người, nguyên bản. Rồi em sẽ quay lần lượt từng loại như báo giá cho mọi người luôn. Và lúc quay thì em sẽ để bên cạnh là cây thước 50cm để cho mọi người dễ hình dung kích thước của dề lan mình đặt mua. Rồi để em lấy cây thước này nha. Dạo đưa cho mình cây thước cái dạo ơi. Rồi đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người là cái dề số 1 nha. Đây là một cái dề đắc côi. Thân tơ là thân này nha. Độ dài của thân tơ thì tầm cỡ 17-18cm. Đó, đây thằng này sắp tới sẽ ra hoa nha. Thằng này thân tơ nhìn khá là sạch mọi người. Đó, thân già cũng rất xanh luôn, nguyên dề nữa đây. Đó, được một hai thân già và một thân tơ. Rồi dề số 1 giá 200. Tiếp theo là em sang dề số 2. Dề số 2 là một cái dề nguyên bản nha mọi người. Độ dài của thân tơ tầm 18-19cm. Đây thân tơ của nó là thân giữa đây, thân dài nhất đây. Đốt ngắn nha mọi người, nù về đây nè, rất là khỏe, bám vào một cái miếng vỏ cây nha. Về mọi người chỉ cần ốp vào gỗ lũa đâu đó hoặc đặt vào chậu là xong. Nó nguyên bản rồi, về cũng không phải mất công chăm ghép gì nhiều. Đây, nguyên mạng bóc rừng nữa đây, rất đẹp. Rồi giờ này thân già cũng đỏ đỏ nè. Giờ này có giá là 300 nha mọi người. Đây là giờ đắc côi. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người giờ số 3. Đây là giờ khá đặc biệt. Mọi người có thể xem là cái thân già của nó nè. Thứ nhất là đốt rất ngắn và thứ hai là nó tím rịm luôn, cái thân già tím rịm. Và đặc biệt cái thân tơ nè mọi người ơi. Đó, mọi người xem cái thân tơ nè, đầu thân tơ nè, nó tím ngắt không? Thằng này thì nó hình thành lớp mang rồi, nên là cũng cái đoạn dưới đây thì không nhìn rõ, nhưng tuy nhiên còn một cái đoạn phía trên ngọn rất là tím. Đó, thì giờ này lúc bình thường em nghĩ là sẽ là một giờ cực kỳ tím luôn. Và nó là một cái dòng lá nhựa nha, nó còn chiếc lá trên ngọn này. Lá nhựa rất là dài, cứng. Thân già đỏ âu nè, đốt ngắn, nù nữa. Rồi nguyên mạng bóc rừng đây. Về số 3 đắc côi này có giá là 350 nha mọi người, 350. Độ dài thân tơ cỡ 13-14cm. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người, đây là một cái dề gia ly nguyên bản nha. Đó, mọi người thử xem. Và cái dề này rất đặc biệt, nó có tới 3 cái thân tơ lần nha mọi người. Một thân tơ nè, hai thân tơ nè và ba thân tơ. Đó. Rồi đây em sẽ quay kỹ mọi người xem. Thân tơ này rất là tím nè, thấy không? Đốt ngắn nữa. Rồi ngoài ra hai thằng này thì nó vẫn còn lá nha mọi người, vẫn còn xanh lá. Và đây là một cái dòng lá nhựa nha. Lá nhựa cũng là một cái loại thân lá được rất nhiều các bác các anh chị chúng ta thích sưu tầm trong vườn. Đó, bởi vì cái lá nhựa nó rất là cứng cáp khỏe mạnh nha. Đây. Rồi thân đầu ngọn cũng rất là xanh luôn mọi người. Ú mập mạp. Đây, còn dưới đây nữa. Rồi để em đo độ dài thân tơ mọi người xem nha. Đầu tiên là cái dề thứ nhất. Dề thứ nhất thì độ dài thân tơ chắc nó rơi vào tầm cỡ 20cm. Độ dài thân tơ thứ hai thì nó rơi vào tầm cỡ 26cm. Và thân tơ thứ ba thì nó rơi vào tầm cỡ 13cm. Đó, đây, nó là một khúc nguyên bản nha. Đó, bám chắc chắn vào khúc cây. Về mọi người chỉ vít treo lên thôi. Ba thân tơ lận. Rồi dề gia ly này có giá là 1,5 triệu. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người là một cái dề giả hạt. Và dề này thì đã xuống lá rồi mọi người. Tuy nhiên là dề đây dề rất đặc biệt, nó có vô cùng nhiều thân già luôn và một loạt thân tơ. Đó, thì để em sẽ quay số thân tơ cho mọi người xem nha. Rồi đầu tiên đây, một thân tơ đây.
Đó, sắp tới sẽ hoa sẽ trên thân tơ này nha. Thân tơ thứ hai đây. Đó, hai thân tơ nha. Tiếp theo. Ba thân tơ nè, một thân tơ nè, ba thân tơ, bốn thân tơ nè. Năm thân tơ nè. Sáu thân tơ nè. Bảy thân tơ nè. Đó, bảy cái thân tơ, ngoài ra nó còn có hai thêm hai thân tơ nữa là chín nha mọi người. Tuy nhiên là hai thân tơ này thì nó bị gập rồi. Đó, thì em không tính. Đó, nhưng mà nói chung sang năm thì nó sẽ lên, vẫn lên mầm mới bình thường trên những cái thân tơ này, và thân tơ này về cũng hoàn toàn sổ hoa bình thường nha mọi người. Đó, đây, thân tơ thứ 8 nè. Rồi có một thân tơ đây nữa. Tơ này khá là dài, tuy nhiên là nó bị gập rồi. Chín, do cái dê nó lớn quá, bà con người ta vận chuyển trên rừng về nó sẽ bị vướng víu, và những cái dê nó mọc xỉa xỉa ra ngoài thì khả năng bị gập khá là cao. Rồi, mọi người nhìn cái mùa này là cái mùa xuống lá nha. Mùa xuống lá thì không nhìn thấy cái độ xanh mướt của cái dê này. Tuy nhiên là đối với cái mùa mà sắp tới đây nè, sau khi mùa hoa qua, lúc nó lên mầm mới á, thì nó lên tầm cỡ chín mầm, thì lúc đó mọi người phải tưởng tượng là cái dê ở đây là nó sẽ cực kỳ xanh tươi luôn nha. Nó chín cái mầm nó lên từ chín cái thân tơ thì nó sẽ vô cùng xanh tươi luôn. Ngoài ra thì cái điểm tạo nên cái dê đặc biệt của cái dê này đó là một loạt thân già luôn mọi người. Đó, mọi người thấy để xem nó một đống thân già này luôn. Về các bác anh chị thích kích kỳ cũng được, hoặc để nguyên dê ở đây thì cho nó đẩy cái mầm gốc cho nó khỏe. Và bộ rễ nó đang xen lẫn nhau nè, nó tạo ra thành từng chùm giống như là nguyên bản vậy. Rồi, dê này thì cái giá là 1,7 triệu nha mọi người, 1,7 triệu cho dê này. Tới 9 thân tơ lận, thì trong đó có 2 thân tơ bị gập thì không tính nha. Đây, coi như là còn 7 thân tơ. 7 thân tơ đây chơi còn bét nhè rồi, và giá là 1,7 triệu thôi nha mọi người. 1,7 triệu. Và thằng này thì cái dê nó rất lớn nên là gửi thì có thể gửi ship chậm nha mọi người. Bởi vì cái mùa này xuống lá rồi, cái mùa nghỉ cây thì gửi ship chậm 4-5 ngày tới nơi không sao đâu nha mọi người. Ship chậm cho đỡ tốn cước. Đó. Vô cùng nhiều thân già. Đây mọi người có thể xem một số cái thân già đặc biệt cũ của nó, là nó thuộc cái dòng nù mập nè. Đó, thì cái giống đây là một cái giống rất là nù luôn nha. Đây mọi người có thể xem. Đó, thân tơ nó nhỏ nhỏ thôi. Tuy nhiên là mọi người về chăm tốt thì nó sẽ nù mập cỡ như vậy, và rất là dài luôn á, độ dài phải hơn mét luôn á. Rồi nên đây là một cái dê hoàn toàn rất đặc biệt. Thì các bác anh chị thích chơi hàng khủng thì thời mua dê này, dê số 5 này giá 1,7 triệu. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu là em có một phần này là phần bạch hỏa hoàng nhé mọi người. Đây đang nụ nè mọi người thấy không? Về là mọi người sắp tới được ngắm hoa bạch hỏa hoàng luôn. Hoa bạch hỏa hoàng thì có 3 màu giống như tên gọi nó thôi, là màu bạch hỏa hoàng, tức là màu trắng nè, năm cánh trắng nè, họng đỏ nè, lưỡi vàng, rất là dễ thương luôn. Cây nhỏ nhỏ mà hoa rất to nha. Và cái đây là cái giống của nó, cái giống của nó thì cái cây nó nhỏ nhỏ vậy thôi, cỡ như ngón tay thôi mọi người. Đó, đây là cái kiểu giống của nó chứ không phải là do cây nó nhỏ nó yếu đâu. Đó, đây các bác có thể thấy một vài cây này đang có nụ nha, về sắp tới là được ngắm hoa luôn. Rồi một phần này thì có giá là 250 nha mọi người, hôm nay em có một phần bạch hỏa hoàng thôi. Đó. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là em có 3 cái hình ngọc thạch nha. Ngọc thạch đây thì về để cho các bác anh chị chơi hoa Tết, cây đã xuống lá và cũng sắp hoa rồi. Đó, rồi về ngọc thạch đầu tiên nha, đây là về nguyên bản nè, bám rất chắc chắn luôn. Giờ này thì có giá là 200.000 nhé, nó gồm hai thân tơ, một thân tơ đây và thân tơ thứ hai đây. Đó, thân tơ này khá là dài. Rồi thân già thì còn lại vô số luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái thân già vậy đó. Rất là nhiều thân già luôn. Rồi về số 1 có giá là 200 nhé mọi người, 200.000. Tiếp theo sang về số 2. Giờ số 2 cũng là về ngọc thạch luôn, giá cũng 200.000 luôn. Giờ này thì nó có hai cái thân tơ đây. Thân tơ rất nù mập. Wow. Đó, sắp tới hoa trên hai thân tơ này nha. Rồi các bác mua về thứ hai về đón Tết luôn. Thứ hai là có giá 200.000. Tiếp theo là em sang về số 3. Cái hình số 3 này thì gồm hai cái dê nguyên bản nha mọi người. Đó, đầu tiên là dê thứ nhất nè. Đây. Thân tơ nó là thân này nha. Thân tơ thân này. Bám chắc chắn vào khung nguyên bản nè. Rồi, tiếp theo là thân tơ số 2, thân tơ 2 đây, cũng bám chắc chắn vào khung nguyên bản luôn. Đó, thân tơ đây. Một thân tơ, hai thân tơ đây nha. Đó. Rồi 200.000, cho hình này là hình ngọc thạch số 3 nha mọi người, ngọc thạch 3 giá 200. Rồi tiếp theo nữa là em có một cái hình đây là gọi là hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người. Đó, nó đục dòng hoàng thảo tam bảo sắc, hoa rất là đẹp luôn. Cái tam bảo sắc thì thường cái thân nó mảnh lắm mọi người. Đó, thân mảnh nó kiểu như thân tre vậy. Nhỏ nhỏ, rất là dài. Rồi, cái đây về cũng hoa Tết, đón hoa Tết luôn nha mọi người. Nguyên một dê đây, dê này thì có giá là 150 nha mọi người, 150.000 cho dê hoàng thảo tam bảo sắc. Rồi, tiếp theo nữa là em có một cái dê kiếm lung đây.
Đó, giờ kiếm này có giá là 200 ngàn nha mọi người. Kiếm luôn là giống kiếm rất là hiếm của khu vực rừng con tum. Lá nó ngắn lắm, lá nó ngắn gọn, nó khác xa so với những cái loài kiếm lá dài khác. Thì các bác anh chị có thể mua này về chơi bonsai tiểu cảnh nha. Và lá nó kiểu nọn chuối nè, lá nọn chuối rất đẹp, bám chắc chắn vào khúc cây đây. Về mọi người chỉ biết treo lên thôi. Rồi các bác nào chưa có sưu tầm được cái giống kiếm lung này thì có thể mua nha. Kiếm lung này thì giá lúc nào nó không cao hơn là cái loại kiếm dài. Rồi 200 ngàn cho cục nguyên bản kiếm lung này. Rồi tiếp theo nữa là em có một phần lan bò cạp nha. Lan bò cạp là một loại lan cho hoa cực kỳ đặc biệt, nó y chang như con bò cạp nhé. Trong con bò cạp đang bò vươn đuôi lên, hoa thì màu vàng vàng tím tím rất đẹp. Mọi người có thể lên Google search lan bò cạp là ra nha. Lan bò cạp hoặc lan bò cạp con tum là ra cái mắt hoa nó. Thì hôm nay thì em có hai giờ nhỏ nè, phần đây gồm hai giờ nhỏ, một giờ nhỏ nè, hai giờ nhỏ nè và hai giờ lớn nha, một giờ lớn, hai giờ lớn. Rồi nguyên phần này thì có giá là 250. Hai cái giờ lớn này á, thì nó bị con gì cắn cái ngọn hay là nó do bà con người ta đi vận chuyển nó gãy mất cái ngọn rồi mọi người. Đó, nên là sắp tới nó sẽ ra mầm mới ở chỗ mấy cái mắt lá này nè, đó, mầm khác nha. Và mọi người vẫn trông bình thường. Rồi này có giá 250 thôi nhé mọi người. Em có đúng phần bò cạp đây nữa thôi, 250. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là em có hai phần lồng hoa cam nha. Hoa màu cam mọc thành từng chùm rất là đẹp. Đây là loại rồng rất là hiếm, nay bà con người ta về được hai phần đây. Rồi thì cái này thì các bác các anh chị có thể về ghép bộ lũa nha, ghép lũa chúng ta đón hoa luôn. Một cái loại giống lộng thích rất lạ. Các bác các anh chị nào thích sưu tầm hàng lộng là lạ cho hoa đẹp đó, thì có thể mua nha. Đây 200 ngàn một phần. Rồi và chúng ta sưu tầm hoa thành từng chùm màu cam, kiểu kiểu giống như lan, mấy cái dòng lan hoa cam mọi người. Bà con kêu cái loại này hoa rất đẹp. Rồi mỗi phần giá 200 nha. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu với mọi người là em có một cái phần hoàng thảo hương vani nha mọi người. Cái loại này thì hoa nó mùi y chang như là cái mùi hương vani mà mọi người hay dùng hay nấu chè hoặc là nấu đông xương xương xa gì đó. Đó, và mọi người thể tưởng tượng là cái mùi nó y chang vậy và hoa cực kỳ đẹp luôn nha. Hoa màu tím 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 đẹp lắm. Rồi đây thì em có nay em có một phần đây. Đó, phần này thì cái giá là 250 ngàn nha mọi người. Về mọi người trồng lấy một hoặc hai chậu được nha. Là trồng lấy chậu lớn được ngắm hoa rồi thưởng thức cái hương vani nó rất là dễ chịu luôn. Rồi hoàng thảo hương vani 250 phần. Tiếp theo nữa là em xin giới thiệu mọi người là em có hai cái kiều mở ga. Đó, đầu tiên là về số 1 này đi, kiều số 1 này thì có giá là 200 ngàn. Đó, nó là một cái về kiểu như nguyên bản luôn. Đây, cái phần rễ nó đang xen với nhau tạo thành nên cái giá thể luôn. Đó, về mọi người cũng chỉ việc treo lên thôi và chúng ta đặt vào chậu là xong. Đó, nguyên về đây. Và cái tư thế của cái dề này nó mọc nó cũng khá thẳng mọi người. Đó, nó mọc thẳng lên vậy nè. Thì mọi người về chơi bonsai tiểu cảnh nó cũng rất là đẹp. Nó hợp với cái chậu, cái hướng chậu chúng ta trồng lên. Rồi em có một mầm tơ nè, hai mầm tơ nè, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái mầm tơ có lá nha mọi người. Đó, còn lại là một mớ thân da nữa. Rồi, rồi về kiều số 1 có giá 200. Tiếp theo là em sang về kiều số 2. Kiều số 2 này thì đây là một cái dây kiều nguyên bản nè, dành cho các bác anh chị nào thích chơi dòng nguyên bản về chúng ta chỉ việc nối dây treo lên thôi. Đây nó bám vào khúc cây nguyên bản nha. Rồi để em đếm số thân tơ cho mọi người xem. Giờ này khá là lớn đó. Một thân tơ nè, hai thân tơ nè, ba thân tơ nè, 4, 5, 6, 7 7, 8, 8 cái thân tơ luôn nha mọi người. Có một vài cái thân tơ nhỏ nhỏ thì không tính, còn lại thân dài nữa. Đó, giờ rất lớn. Giờ này thì có giá là 300 nha. 300 cho mọi người về treo, chúng ta treo trong vườn nhà rõ đẹp. Rồi thì các bác các anh chị có nhu cầu mua dề nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Thì hôm nay lan rừng về khá là ít mọi người, thì bà con người ta mới đi ăn Giáng sinh xong nên là cũng có ít đội là đi lắm. Đây toàn đi rừng gần nên chưa được nhiều. Thì mọi người mua loại nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Còn mua nhiều hoặc mua những cái giá trị cao vậy nè thì chuyển khoản trước giúp em nha. Đó đối với khách mua lần đầu, khách quen thì cứ nhắn tin gọi điện báo chốt em gửi đi như mọi thi khi thôi. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên.